Hello, xin chào các bạn, mình là Tuấn Anh. Chúng ta cùng quay trở lại với phần mềm SketchUp nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những các vấn đề nhỏ trong phần mềm SketchUp. Bây giờ thì mình sẽ mở phần mềm này lên. Mình sẽ vào trong phần thiết lập Windows nhé. Sau đó mình tích vào trong phần Model Info. Trong này tôi có đề mục khá là hay, đó chính đề mục này, Unit này. Và trong này là có một thông số nhá, là 0.01. Nếu mà mình để thông số này là 1 mét, Enter, thì các bạn thấy rằng khi mình di chuyển này, mọi người quan sát xuống cái góc bên dưới cùng này nhá, khi mình di chuyển đối tượng này này, thì các bạn thấy không, nó nhảy khoảng cách gần nhất là 1 mét, đúng không ạ? Đó. Khi mình di chuyển kết hợp với nút Control thì nó sẽ là copy, đúng không? Và khoảng cách gần nhất của nó cũng là 1 mét. Vì thế nên mình không thể làm cho hai cái tay này nó chạm vào nhau được. Quay trở về thiết lập lúc nãy nhá, Windows, sau đó mình tích vào trong phần Model Info. Ở đây thì mình sẽ để là 0.01. Mình di chuyển này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó tinh tế hơn rất nhiều, đúng không? Và khoảng cách gần nhất nó cho phép bạn di chuyển là 0.01 mét. Mình sẽ dùng lệnh di chuyển kết hợp với Control nhé. Mình là làm cho hai cái tay này nó chạm nhau được rồi. Nói chung đây là thông số khá là quan trọng. Các bạn nhập vào đây. Đây là khoảng cách gần nhất khi các bạn di chuyển. Trong trường hợp này mình có một ví dụ ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Trong trường hợp phía bên tay phải, các bạn phóng to lên thì vật thể của chúng ta là vật thể đặc, đúng không ạ? Còn trong trường hợp bên tay trái, chúng ta để khối lên thì vật thể của chúng ta đã bị rỗng một cái lỗ như thế này. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là có một cái bề mặt ở đây và nó đã liên kết với bề mặt tròn ở đây và nó làm cho vật thể bị thủng, đúng không? Các bạn muốn khắc phục thì chúng ta để khối và các bạn kết hợp thêm nút Ctrl. Lúc này thì vật thể của chúng ta đã đặc. Ở đây thì khi bạn tích vào trong phần Cycle thì phần mềm nó sẽ hỏi chúng ta là có bao nhiêu cạnh tạo nên cạnh của đường tròn, đúng không? Nếu chúng ta chọn là 3, chúng ta sẽ vẽ được hình tam giác. Tương tự, chúng ta tích vào đây và chúng ta chọn 4, Enter, chúng ta sẽ vẽ được hình vuông. Chúng ta chọn công cụ này và chúng ta chọn là 6, chúng ta sẽ vẽ được hình lục giác. Rất nhanh, đúng không ạ? Và thông thường một đường tròn của chúng ta thường để là 24. Nếu lớn hơn 24 thì mình sẽ thử chọn số 48. Các bạn nên nhớ hãy chọn số là số chẵn, bởi vì đỉnh bên nọ nó sẽ đối xứng với đỉnh bên kia như thế này để các bạn dễ thao tác hơn nhé. Đây là lỗi khá là huyền thoại cho anh em vẽ phần mềm SketchUp nhé. Ở đây thì mình sẽ thử bật phiên bản SketchUp 2021 nhé. Đấy, bạn thấy không? Xuất hiện cái lỗi này này. Đó. Chúng ta đọc một chút nhé, thì chúng ta sẽ thấy rằng là một vài cái đường dẫn của chúng ta nó đang bị lỗi, đúng không? Chúng ta đọc kỹ một chút này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bộ nhớ điện nó đang bị vấn đề, đúng không? Bây giờ tạm thời chúng ta ấn nút OK nhé. Nếu chúng ta không khắc phục cái lỗi này nhá, thì về sau chúng ta bật phần mềm SketchUp ấy, nó luôn luôn nó hiện cái thông báo này lên nhá. Để khắc phục cái này thì chúng ta làm như sau. Các bạn vào trong phần Windows, ở đây mình chọn là Free Faces nhá. Đó, bạn sẽ chọn đề mục cho mình là đề mục File này. Ở đây này, tất cả đường dẫn này nó màu đỏ này là đường dẫn nó đang lỗi, đúng không ạ? Tạm thời thì mình tích vào cái nút này này, thay đổi cái vị trí đường dẫn, đúng không? Mình sẽ chọn một cái vị trí an toàn. Thì mình có thể vào trong ổ C và mình sẽ ghi là New Folder. Mình sẽ ghi là cấm xóa. Rồi, mình sẽ chọn folder này và ấn nút Select Folder. Tương tự, mình làm như thế với các đường dẫn khác nhé. Rồi, bây giờ khi các bạn mở phần mềm lên, nó sẽ không xuất hiện cái bảng đó nữa các bạn nhé. Trong trường hợp này, mình chọn 3 đối tượng hình vuông này nhé và mình biến nó thành group bằng cách chuột file.
Make group. Tương tự, mình cũng chuột phải vào make group. Mình sẽ vào trong cái group số 1 này. Mình chọn đối tượng này và mình ấn 2 là ẩn đối tượng đi cận nhé. Ok. Chúng ta muốn hiện đối tượng lên, đúng không? Thì chúng ta vào trong phần edit và các bạn vào cho mình phần gọi là ăn 2, đúng không ạ? Ở đây thì mình đặt phím tắt là Shift A. Các bạn sẽ thấy nó không xuất hiện, đúng không? Các bạn nhớ cho mình này, nếu mà các bạn ẩn trong group nào thì các bạn phải vào trong group đó để hiện lên. Trong trường hợp này, mình phải vào bên trong group này, sau đó mình ấn Shift A thì nó sẽ hiện lên, đúng không? Tương tự này, mình vào trong group này nhá, mình ẩn đối tượng này. Shift H. Mình chọn cái phím tắt của chúng ta, ẩn đối tượng là phím Shift H nhá. Rồi, mình muốn hiện lên thì mình phải vào bên trong này và mình Shift A mình hiện lên. Khá đơn giản đúng không ạ? Còn nếu mà mình ẩn cái đối tượng bên ngoài như này, Shift H bên ngoài. Ok, mình có thể Shift A luôn được, đúng không? Các bạn nhớ rằng là ẩn ở đâu thì phải vào đúng vị trí đó để hiện nhá. Giả sử mình ẩn đối tượng này. Nhưng mình không biết là trong này là có đối tượng như này đúng không ạ? Các bạn vào cho phần View. Thì các bạn sẽ thấy rằng những đối tượng ẩn nó sẽ có hiện hình chấm chấm như thế này, đúng không? Chúng ta vào bên trong này và chúng ta Shift A lên, đúng không ạ? Khá đơn giản đúng không các bạn? Nên nhớ nhé, ẩn đối tượng trong group nào thì phải vào trong group đó để hiện lên. Chúng ta có group hình khối hộp và group hình khối cầu. Mình muốn copy cái group người tại đúng cái vị trí này, nhưng nó nằm trong group của khối cầu, thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ vào trong group này, sau đó mình chọn cái thằng người này và mình chọn là Ctrl C để copy. Mình vào trong group của khối cầu, sau đó thì mình vào trong phần edit và các bạn chọn cho mình là paste in play. Đối tượng người đã được copy đúng cái vị trí này rồi. Bây giờ chúng ta hãy thử di chuyển group khối cầu sang phía bên phải nhé. Xong rồi đúng không các bạn? Giả sử trong trường hợp này, mình chọn cái cô gái vô cùng sexy như thế này nhá. Mình để ở vị trí gốc tọa độ này. Mình sẽ chuyển đơn vị này trở thành mm bằng cách vào trong phần Windows Mode Info. Sau đó mình chọn Unit và mình chọn là mm ở đây. Ok, đơn vị của chúng ta đã trở về mm rồi. Và Style trong trường hợp này, mình sẽ chọn là Style này. Bây giờ mình sẽ chèn thêm logo của mình vào nhé. Mình vào trong phần Edit, sau đó mình chọn là Quarter Mask Settings. Mình ấn nút cộng và mình chọn logo của mình nhé. Overlay sẽ xuất hiện phía trước và Background sẽ xuất hiện phía sau. Đây này, chọn vị trí cho phù hợp này. Sau khi chúng ta cho logo vào nhá, thì mọi thứ chúng ta thiết kế thì logo của chúng ta sẽ luôn đè phía lên bên trên, đúng không các bạn? Khi mình đã ưng ý với cái biểu mẫu này rồi, mình có thể vào trong phần File, sau đó mình chọn là Save as Template. Lúc này thì chúng ta sẽ thiết lập một cái hình mẫu mới. Ở đây mình sẽ ghi là file gốc. Bây giờ thì chúng ta bật phần mềm SketchUp lên. Và mỗi lần bật lên, chúng ta sẽ có template đó. Cái việc thiết lập template này, nó sẽ khiến cho chúng ta chủ động khi chúng ta vẽ. Chúng ta sẽ không mất công làm lại style, đơn vị hay là bất kỳ thiết lập nào khác. Mình sẽ phóng to cái đối tượng này lên nhé. Thì bây giờ mình sẽ phóng to này, phóng to và đối tượng ngón tay của đối tượng người, đúng không? Ok, rất là dễ dàng. Bây giờ giả sử nhá, mình sẽ vẽ một cái khối hộp ở đây. Mình sẽ vẽ thêm một cái hình khối hộp rất lớn phía bên ngoài. Mình thử phóng to
cái phần móng tay của đối tượng người lên thì các bạn thấy sẽ gặp vấn đề, đúng không ạ? Phần mềm tự nhiên nó sẽ xuất hiện một cái mặt phẳng cắt và nó làm cho các bạn không thể phóng to hơn được nữa. Và nguyên nhân xảy ra khi các bạn vẽ đối tượng rất lớn bên ngoài kia. Đó, các bạn thấy không? Phải zoom cái móng tay giống như lần trước nữa rồi. Ok, và cách giải quyết trong trường hợp này như sau. Bạn chọn một vật thể nào đó rất to ở phía bên ngoài này và xóa nó đi. Để cho chắc chắn nhé, thì chúng ta quét chuột vào những vùng trong không gian này và chúng ta xóa đi. Tất cả những đối tượng rất nhỏ, rất xa ở trong không gian, hãy xóa nó đi. Rồi, bây giờ chúng ta hãy phóng to lại nhé. Và các bạn sẽ thấy không còn xuất hiện mặt phẳng cắt như lúc nãy nữa. Chúng ta lại zoom rất tinh tế cái phần móng tay của cái đối tượng người 2D này lên, đúng không ạ? Khá đơn giản. Mày không hớt được bao con trai, Tobi không tình yêu.